Mà nói thiệt với mày, mấy con chia bài này á, con nào cũng mấy phải tốn tiền để làm này. Trời đất ơi, nó chia nó cũng không nhà đồng đạo mẹ. Nó không cơm vậy nè, nó chia xong 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 cầm cầm nó giúp con, để vậy nè. Để vậy nè, mấy em hiểu để gì không? Không, không, nó sẽ xí lắm. Trời đất ơi, cái trẻ chia không mà ba. Bởi vì cho con nào nhờ không mà giúp không? Không, không giúp đâu. Không, không giúp. Du lịch tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. Kính chào mấy em. Quay trở lại với các em trong chủ đề vlog du lịch. Như các bạn đã biết, Duy đã thuê một chiếc xe chạy từ Los qua tới Las Vegas để tận hưởng một Giáng sinh 2019 ở một cái thành phố ăn chơi xa xỉ, ở thành phố mà những cặp tình nhân hay dắt nhau qua đây tổ chức đám cưới đấy. Hoặc là một cái thành phố mà đốt tiền với sòng bài đó nè, hoặc là một thành phố mà có nét đẹp lung linh về đêm, một nét đẹp rất là ấn tượng và đặc sắc. Vậy thì cái cảm nhận của Duy Nguyễn về Las Vegas như thế nào? Xin dùng một chữ đặc sắc. Dùng một chữ đặc sắc đó. Ở Las Vegas có những điều mà Duy rất thích, đó là gì? Đó là đẹp đẹp. Đương nhiên đẹp thích đâu, đâu có nào không thích được đó. Hôm nay Duy sẽ nói về thành phố Las Vegas dưới góc nhìn của Duy. Tận hưởng Giáng sinh nơi xứ người là một cái điều mà gọi là nó phải lạ. Mấy năm nay Duy tận hưởng Giáng sinh ở xứ mình không ạ? Nhưng mà năm 2019 thì cái tận hưởng Giáng sinh ở Las Vegas nó được lên kế hoạch từ trước, chứ phải nói là ngẫu nhiên. Nó không thể là ngẫu nhiên, đúng không? Nó không là ngẫu nhiên. Tại vì Duy đi có kế hoạch đi Mỹ rồi, Duy sẽ đi những thành phố là thành phố nào thì đâu có trước hết. Nên ở Las Vegas tôi sẽ ở 3 ngày 2 đêm. 3 ngày 2 đêm mình tận hưởng được những cái nét đẹp của Las Vegas, những cái vẻ đẹp lung linh và những cái vẻ đẹp về sự trải nghiệm. Về sự trải nghiệm ở đây không nói về hotel nha. Hotel thì Duy sẽ nói về chủ đề khác. Còn hôm nay nó phải sự trải nghiệm. Và cái cảm giác đến Las Vegas đi bằng xe hơi nó khác, còn đi bằng xe dịch vụ nó khác. Xe dịch vụ nó thả bạn, bạn không biết gì đâu. Nhưng mà ở Las Vegas này Duy đi bằng xe hơi, Duy chạy hết những cái cung đường, Duy nhìn đó. Las Vegas có bự không? Không bự. Đẹp hay không? Rất đẹp. Đẹp ở những điểm nào? Thứ nhất, đẹp về mặt kiến trúc. Ở Las Vegas kiến trúc đẹp tất nhiên. Kiến trúc nó mang cái nét đẹp đi châu Âu vậy. Ở trên thế giới này, nó nếu mà nói về kiến trúc mà đẹp nhất là châu Âu nha, là châu Âu mà em. Mặt Mỹ này nè, là con ngôn của châu Âu, cho nó kế thừa những cái kiến trúc của châu Âu. Nhưng mà nó không có cổ kính như châu Âu. Ví dụ như qua bên châu Âu, em thấy kiến trúc của Paris rất đẹp, nhà cửa Paris rất là sang, đúng không? Thì ở đây là cũng mang cái nét nét nó ná Paris. Nó có cái tháp luôn, có cái tháp nó giống như cái tháp fan vậy đó. Nhưng mà nó nhỏ hơn, buổi tối nó lung linh, đẹp một màu vàng rất. Cái cảm giác đến Las Vegas là cái cảm giác đầu tiên tôi thấy nó rực rỡ, nó đỏ cả một phiên trời nha. Wow. Là những casino lấp lánh nhấp nháy, đúng không? Casino nhấp đánh nhấp nháy, dòng người đi rất là đông đúc. Mà không có đất nước nào mà chỉ cảm thấy là cảm mạnh Nhật, đúng không? Nếu mà so với Nhật ở Tokyo của Nhật về đêm thì về mặt kiến trúc thì Nhật có khác lại, nó nói là kiến trúc châu Âu, Nhật kiến trúc châu Á. Mà cái vẻ đẹp lung linh về đèn á, như là đánh giá là Las Vegas hơn, Las Vegas hơn. Và nó giống như có một điểm là khí hậu xe xe lạnh. Cái cảm giác lạnh rất là hay. Cái cảm giác lạnh là trong người ta nó muốn ra đường, nó ngược đúng không? Bạn ở Việt Nam nghĩ lạnh là chung như mùng đúng không? Đúng mà không. Cái cảm giác lạnh á, mình đi ra đường mặc áo gió mình thở hơi vì vào nó đã lắm em. Nó đã lắm. Mà thật sự ở dòng người trong Las Vegas, người ta đi qua đi lại giữa những cái building với nhau. Mình dùng cái chữ building đúng không? Mà trong những cái building đó là gì? Những cái thế giới thu nhỏ. Những cái thế giới thu nhỏ. Một cái gọi là khung cảnh không phân biệt ngày và đêm. Bạn đi vô trong những building đó 12 giờ trưa như 12 giờ đêm.
bạn không biết được khái niệm thời gian và không gian, bạn vô còn lạc với đường ra luôn, bạn phải nhìn những cái hướng dẫn, những chỉ dẫn, những cái building nó rộng lớn, nó là những cái sòng bài, là những cái nhà hàng, là những cái shopping, là những cái mall đó. Thì ở Las Vegas ấn tượng cho chị ở hai điểm indoor và outdoor. Outdoor là gì? Outdoor là ở ngoài á, là đường xá nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ, đúng không? Đường xá nó sạch bằng y như Nhật, nếu mà ở đường thì Las Vegas thì Nhật cái chang, cái dòng người nó đi lại nó cũng giống luôn đó, nó cũng giống luôn, đi qua những con đường nó có những cái cầu vượt trên cao và nó có những cái lối đi bộ và dòng người rất là văn minh, đúng không? Dòng người nó rất văn minh, xe dừng người và người dừng xe đi theo tín hiệu của đèn giao thông đó. Mà cảnh quan hai bên đường thì nó đẹp, nó như cái chụp hình thì các bạn sẽ coi hình thậm chí không biết nói như thế nào để các bạn thấy những cái vẻ đẹp của Las Vegas. Đó, rồi bạn khi mà bạn đi ở ngoài đường á thì thứ nhất á bạn phải mình cái lạnh, cái lạnh là cái hàng ở Việt Nam là thì có, đúng không? Ở Việt Nam không có được, ở Việt Nam không muốn có lạnh đâu mà lạnh mới có, mà ngoài Bắc có lạnh thì ngoài Bắc nó không có được cái khung cảnh đó, nó không có được cái dòng người đó thì bạn đi với ai, đúng không? Đi ra một tay với cà phê nó khác nhiều lắm đó, nên bạn đi theo cái dòng người đó, bạn trải nghiệm những cặp tình nhân với mọi thầy đó thì biết ơn nhau, hai đứa thở ra khói luôn, qua hai đứa múc tụt trong chụp hình selfie lắp đây nhá. Chứng nhân tình yêu của anh dành cho em. Đêm nay anh sẽ đưa em lên khách sạn 66 tầng anh đại. Đó. Tay nó tự nhiên nha. Tầm tay nó thì cái bạn ra ngoài đường mấy đứa nhỏ 16, 17 tuổi mẹ nó không có cái mó nó bóp là chuyện bình thường. Đừng có sợ. Đó là một trong điều thú vị, đúng không? Nó rất là lãng mạn vậy. Không gian nó chung với nhau vậy đó. Không gian nó chung với nhau thì tăng cả tình nhân nó vậy luôn, chứ đâu phải một thằng đâu. Nó cảm giác trải nghiệm đi ngoài nó rất là hay, nó rất là đẹp, mà nó sẽ tạo cho các bạn cái ấn tượng mạnh mẽ luôn, chứ không phải ấn tượng nhẹ đâu, mà suốt cuộc đời này bạn không bao giờ quên. Thật sự nó đi nhiều rồi, đi trải nghiệm rất là nhiều, nhưng mà mỗi nơi cũng cảm giác riêng, nhưng mà cảm giác của Las Vegas thì nó làm vậy. Ví dụ như bạn đi ở Mỹ á, bạn không có đi chơi á thì bạn vô nhà bà con hay là nhà gì đó bạn cảm giác nó buồn hiu à, đúng không? Sống nó tĩnh lặng, nó mờ mịt, nó này kia, nhưng mà Las Vegas tập đi đường nó sôi động cực kỳ. Nó phù hợp cho tuổi trẻ mà nó phù hợp tuổi già, mà tầm lưng tuổi nhá. Đi ngoài đường có già có trẻ, mọi người thân thiện nhau, đa quốc gia, đa quốc tịch luôn, châu Á cả nồi. Đó là bạn đứng trên cầu nhìn xuống, mà nó đứng cầu nhìn xuống cái dòng xe nó chạy tới chạy luôn. Ở Las Vegas cũng kẹt xe thấy mụ nha ba. Nó giống như đường Trần Phú của Nha Trang vậy. Nhưng mà đường Trần Phú của Nha Trang mà biết sao không? Nó giống thôi. Đó, đường Trần Phú Nha Trang là một bên khách sạn bên biển, nhưng mà khách sạn Trần Phú tuổi gì? Xấu ổng. Còn cái tay á, hai bên á là hai cái trung tâm thương mại, hai thương mại dọc ngang, má nó có những đường mặt trời trẻ trời đất ơi, nhìn nó đẹp lắm. Mà đứng trên nếu bạn có tiền thì khách sạn á, còn thuê tầng cao bạn nhìn bao quát lắm, rất đẹp. Còn nếu bạn không có tiền mà thuê khách sạn đi bộ á thì bạn leo lên được cầu đi bộ, bạn nhìn xuống này, nó khung cảnh nó đẹp lắm đó, mình nghiệm như cuộc đời rất hay rồi. Nói chung là đó là cái sự trải nghiệm về Las Vegas ở phía ngoài mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả được những cái hay, những cái đẹp của nó. Mà nên trải nghiệm một lần. Thí dụ như các bạn nào bị tour thì bạn kiếm cái tour nào không có Las Vegas, tại cái xứ Mỹ này nó rộng lắm à. Thì hôm nay chỉ nói về Las Vegas thôi, chỗ nào nó nói về New York, nói về kia này nó khác. Đi Las Vegas rất rẻ, không có tốn tiền gì cả. Mà đông gì tốn phí đâu, không tốn phí gì hết. Mà tốn tiền ăn, tiền đi, tiền mở thôi. Khách sạn thì bạn mở, khách sạn chúng tôi sao? Khách sạn Las Vegas rất rẻ. Thôi còn chỗ này chỉ bằng luôn để nói quên. Nói về cái kha Bắc Kinh của Las Vegas, nó có hai loại. Mấy thằng đi tour mà sao biết được này, đúng không? Nhưng mà Duy Nguyễn đi xe hướng là nó bao nhiêu người biết này. Kha Bắc Kinh này có hai loại, một là cái outlet Bắc Kinh, hai là cái xe Bắc Kinh này hay. Cái ao này Bắc Kinh á, tức là cái chỗ đó nó đậu xe. Bắc Kinh là gì? Là chỗ đậu xe. Còn cái sale là gì? Sale Bắc Kinh cũng là chỗ đậu xe, nhưng mà hai chỗ đậu xe này khác nhau. Ví dụ như bạn đậu xe gặp cái ao này, ao này là tòa nhà, là cái nhà nó có quần thể kêu là ao này đó. Đậu xe trong ao này thì tốn tiền. Ví dụ như đêm thì 25 đô hoặc là 39 đô tùy chỗ đó. Thì bạn đậu xe khoảng triệu á, gần triệu. Mà nhiều khi nó còn không có chỗ đậu nữa, tại vì ở cái xứ Mỹ này nè, cái xe hơi rất là nhiều, nó giống như là quận 1 á, bạn đi ra đường tôi cũng bạn bỏ cái xe máy ra còn cái xe hơi, thì nó như vậy á. Thì những cái khách sạn nó nằm ở trong này nó cũng giống y như là những khách sạn nằm ở trên đường tôi có thẳng quận 1 thôi.
mà cũng phải giống kia đó. Nhưng mà được cái là thiết kế mà bản nhiều. Còn kia thì mình, anh nó giống nhưng mà không nghĩa là nó giống hoàn toàn. Ở đây là thiết kế bài bản, nó có hầm xe, nó có tầng này, tầng kia, nó có ao đẹp kinh, mà nó xe một kinh. Ở đây nói về sự khác biệt giữa hai phòng kinh. Ví dụ bạn thuê khách sạn đi, hoặc là bạn đi bài, bạn đậu trong cái ao đẹp Bắc Kinh đó, thì bạn lên cái sòng bài nó nhanh hơn, nó gần hơn, thì đổi ngược lại bạn phải không được, và nó phải còn chỗ bạn mới đậu được. À, còn không á thì bạn phải tìm cái chỗ bạn đi làm xe Bắc Kinh, bạn yên tâm đi, cái nói cho bạn là sợ. Tại vì cái xứ này á là mọi chuyện đó, nó đều ghi trên bảng hướng dẫn rõ ràng. Bạn chịu khó bạn nhìn cái bảng hướng dẫn đi, nó ghi là xe Bắc Kinh đi hướng này, hướng này, hướng này, này, này tới. Mà ở Las Vegas có rất nhiều xe Bắc Kinh. Ví dụ như mỗi cái quần thể khách sạn hay mỗi gì đó nó không thấy cái nó gần một xe Bắc Kinh mà nó gần tao đại Bắc Kinh của riêng nó. Mà nó thông với nhau qua nhiều cái khách sạn khác nhau, nói chung nó phức tạp lắm chứ. Chịu khó nhìn đi, chứ biết chỉ sao. Đó, ví dụ như giờ khách sạn này thì chỉ đi bộ ra cái xe Bắc Kinh đó đó, nó phải là 10 phút. Nó phải là 10 phút đó mà, không gần đâu. Đó. Còn ví dụ như đi qua ao đẹp Bắc Kinh thì gần hơn, nhưng mà cái đó như hết chỗ rồi thì phải đi qua xe Bắc Kinh. Mà xe Bắc Kinh là đậu free, bằng đậu xe đó 10 ngày cũng được, không ai lấy tiền bạn. Mà Di nói là tiền của mẹ Việt Nam mà chắc làm được rồi bạn. Việt Nam mình mà làm được thì giờ phải về quy hoạch thành phố Bến Tre của Di chứ Sài Gòn thôi. Bạn biết không, thí dụ như một đất á mà nó xây khách sạn đúng chưa, thì kế bên khách sạn nó xây một cái nhà để xe, nó xây một cái nhà để xe nó cao gần một khách sạn. Wow. Nó lên tận nó đẩy xe, nó không đẩy xe chứ không đẩy xe chứ. Thì bạn nghĩ cái Sài Gòn mình còn chỗ để xây đâu, làm gì còn, đúng không? Sài Gòn mình đất xây nhà, không ai đi xây nhà để xe. Bởi vì bạn vô quận 1 ở Sài Gòn thì nó thua rồi đó. Họ mới kêu tài xế mày đâu ngủ đi, chứ không có chỗ để xe đâu. Còn ở đây xe máy để cũng được, xe nhiều máy nó để cũng được. Nó vô những cái nhà để xe rất là rộng. Đó là những cái xe Bắc Kinh nó nằm lung tung hết, rất là nhiều hệ thống xe Bắc Kinh. Mà xe Bắc Kinh là free, đúng không, là free. Bây giờ cũng giờ Dì thuê xe đó, Dì quăng cái xe của Dì vô trong xe Bắc Kinh đó 10 ngày cũng được. Xong ra lấy lại cái tiền gì đâu. Wow. Đâu ai phá xe đâu, yên tâm. Ở cái xứ này làm gì nó thành phá xe mà. Nó khỏi rồi, nó mất kiếm, mất cốt gì. Nó vô trong xe Bắc Kinh camera suốt. Mà vô trong xe Bắc Kinh hại rồi. Vô trong đó phải giống như là giữ chỗ. Bạn đi mà nhìn gần, bạn kiếm hoài chưa chắc cho đâu xe đâu. Tại xe hơn đây rất nhiều. Đó, bạn thấy cái cặp nào nó đi ra để chuẩn bị che xe thì bạn đứng bằng chờ. Bạn đứng bằng chờ để chạy ra rồi bạn chạy vô. Đó. Vậy mới được. Còn chi có cái tật hại á, chi là dùng game. À, thích đi bộ. Nhiều khi á, trên xe bỏ quên gì đó, chạy ra xe lấy xong chạy lên sạc lại. Xong mỗi lần như chạy ra xe lấy vậy có con nhỏ kia đứng nó chờ chi đi ra nó vô. Cái xong rồi chi đắp tay nó đô, nó ra nhanh chưa ra. Nó không hiểu gì trên. Nó hỏi có đi không? Cái nó nô đi hả? Xong rồi cái hồi cái nó cũng hiểu luôn, đứng chào hoài. Nó chào hoài xong rồi đi đóng cái xe lại. Chứ nó bị go đi, tao đâu đi đâu. Cái nhìn nhiều đứa vậy đó. Nhiều đứa vậy đó em. Mà mình phải vậy thôi, tại vì trong đó mà người ta ai vô rất là nhiều. Mình nhìn cái lóc nào đó người ta sắp ra rồi thì mình chui vô mình ở thôi. Đó. Chứ bởi vì Di trải nghiệm thêm được ở Las Vegas này là có hai loại hình đậu xe. Một á là outlet Bắc Kinh, với cái hai á là cái xe Bắc Kinh. Cái loại hình là chỉ gặp lần rồi nha, chỉ gặp lần bên Houston rồi. Nhưng mà lúc đó Diệp chưa hiểu là sự khác biệt giữa hai này là gì. Mà tại sao có cái Bắc Kinh sát bên khách sạn không cho mình đậu? Nó nói là hết chỗ, mà chỉ mình ra Bắc Kinh múc kia. Nó quá lạ. Nên ngày hôm nay trên Las Vegas chỉ mình hiểu là nó có hai loại hình. Cái outlet Bắc Kinh, những cái xe Bắc Kinh, cái outlet Bắc Kinh là nó có phí không? Còn cái sale là cái free, mà cái free thì nó xa hơn mà giờ đó. Nên có hỏng á, là gì ở khách sạn ở bên Houston á, thì bị giặt tiền đó. Bị giặt mẹ 39 hồng đêm đó, 39 hồng đêm cho Bắc Kinh. Vậy hiểu rồi, tao đúng là Bắc Kinh chứ còn gì nữa. Đó, ngày hôm nay mày hiểu nè. Có hỏng là đa mất là quan nha. Xin lỗi Houston. Do anh Duy đậu ở trong ao đẹp Bắc Kinh, Duy tốn tiền không? Còn bây giờ Duy qua sale Bắc Kinh, anh Duy không tốn tiền. Hả? Mình mà lắp đi gắt cái đầu sale. Còn ở đi ăn đi uống ở chỗ nào không có Bắc Kinh phải không? Đó là chia sẻ về Bắc Kinh. Còn bây giờ nói về ở trong tòa nhà. Trong tòa nhà, những cái ở Las Vegas có cái gì? Bạn ở bên Mỹ, ví dụ bạn được Mỹ thì bạn đi làm tour gì đó, là bút bạn đến Las Vegas thì bạn chơi thôi. Đóng gì cũng tên, tốn tiền. Ăn nó cũng rẻ hả? Ăn ở xứ Mỹ này, bạn muốn rẻ có rẻ, bạn muốn mắc có mắc. Bạn muốn rẻ thì bạn muốn vô những cái nhà ăn nhanh, những cái nhà, không phải nhà hàng nha, những cái quán ăn nhanh.
nó có những cái món ăn ở trong đó, bạn vô một lúc bạn mua đi hamburger nọ 5 đồng 6 đồng 10 đồng đô lại ăn ngon cũng quên, đúng không? Mình nghèo mình chơi kiểu nghèo, rồi mình đi bộ mình chụp hình trải nghiệm không tốt bạn nào hết, xong bay mình sập cho thoải mái, xong bay á mình sập cho thoải mái, bạn đi mười mấy xong bay được nữa, ở đây xong bay là mấy chục cái rồi, wow, mấy chục cái mấy trăm cái rồi, nhiều quá chưa đi hết biết nhiều lắm. Bạn đi vô mình coi, ê cô kia bán 19 nút rồi hút đi mày, đó nó chửi cho nghe. Sông bài thua mà vô sập mới chửi. Sông bài vui lắm, còn lúc đó bài vô đây mấy sông bài hả? Đó là cái nơi ăn chơi xa xỉ, xa hoa, đú đẩm mà không thấy hình thị. Những cái tòa nhà được che chắn cho kỹ, bạn khó nhìn ra ngoài được. Bạn chỉ có những ô cửa không nhìn ra ngoài để có một tầm ở trong tòa nhà đó. Vì nói với bạn 12 giờ đêm đi 12 giờ trưa, wow, nó không khác biệt gì cả à, mà thậm chí á, mà nhiều khi tối chơi còn vui nữa. Mà trong đây là gì? Sông bài, đúng không? Đi quấn bài đi hết tiền, nó cho mượn đỡ luôn. Trong đây nó có gì cây ATM lắm. Mà họ thấy nói chung là đi đứng đi coi rồi thấy quấn bài họ thua không bạn đâu. Thua không mà. Ông ấy thật sự bạn cầm tiền vô quấn thua gần ngàn đô. Quấn thua gần ngàn luôn, bài gì nhất? Cũng đang ở đó. Mà dân chia bài đây cho bạn, tổng tổng án. Dân chia bài ở đây của đa cà mua chia Philippines rồi của Tàu nữa, của Hoa chia bài nhau. Xong rồi nghe kể con nhỏ kia nó là nghề chờ thở neo đó em, mà nó nghe cũng bài nó quýnh biết nó thua xong vợ thành con chia bài không biết đó vô đây thấy bài trong tòa nhà là gì là bài rồi còn gì nữa ngoài bài đã còn gì bây giờ nó lắp đi ra nó xong bài thế giới mà nói thằng mặt cao hai thằng lắp đi ra xong bài thế giới dân đổ xuống vô đây quýnh quá trời đúng tông xong bài cũng lớn em ơi bài nó bự kinh khủng bự luôn á biết bao nhiêu bài nó đi lạc cảnh luôn. Wow. Bạn muốn gì muốn bạn đi vô đây phải đi ngang xong bài không chạy được cái xong bài đâu. Bạn muốn đi ăn, bạn muốn đi toilet, bạn muốn đi tiểu, đi gì đi phải đi qua xuyên qua cái xong bài. Đó là một cái hình thức marketing rất là hay mà Las Vegas nó muốn nhắn một thông điệp cho tất cả những người đến đây là chỗ tao là xong bài đó. Mày đi đâu thì biết phải đi qua xong bài mới tới chỗ đó. Bạn đi thuê khách sạn thì phải đi qua cái sòng bài mới tới khách sạn. Và bạn đi muốn ăn thì qua sòng bài mới tới ăn. Tới đây nó phục vụ bằng từ A tới Z luôn. Ví dụ như bạn đang uống bài, con nhỏ kia lại hỏi bạn uống nước không? Thì đó là phim, nó không lấy tiền nhưng mà bạn phải cho tiền nó. Bạn phải cho tiền nó thế thôi, nó mặc đồ xe sexy đi vòng vòng á. Nó bưng nước, bưng cà phê, bưng này bưng kia, bưng hai kiếm bổ mà. Bởi vậy á, tao mới nói á, cái sòng bài Las Vegas á là cái nơi mà gọi là đốt tiền. Nhưng mà cũng là cái nơi kiếm tiền của rất là nhiều người. Bạn còn phục vụ nó bay, nó cho tiền nhiều lắm, mấy cũng phải ăn, nó cho cắt lắm. Cho nhiều lắm, bạn đi thấy mà cho lần mấy hàng đô. Ví dụ như cái bài đó, nó ăn lớn thì xong nó chơi, nó cho nhỏ chia bài. Bạn nhỏ nó chỉ chia bài mà nó chỉ chút chút nịnh khách là cái nhiều cũng khách thương lắm. Khách cho nhiều tiền lắm em. Bạn chia bài dễ thương chứ. Ví dụ như giờ á, bạn 16 phút đi, bạn thấy cái nó để 7 trước ở dưới ai biết gì. Đồng ở dưới thì kiếm xì, con xì hay là con tay là nó ăn mình rồi. Xong cái mình đang 16 nút. Xong rồi cái nó hỏi mình vuốt không. Mình gõ tay cọc cọc xuống bàn, tức là vuốt phát một lên 5 cái. Cái nó nói, oh yeah, chúc mừng đó. Chứ đâu phải là nó cũng bài thua, cái cũng nói chỉ là con chia bài thôi à. Còn ăn thua gì đó, chuyện của ông chủ sòng bài. Đó, nên con khách, cái con chia bài nó tạo cảm giác thân thiện với khách rất là nhiều. Rất là tốt, tại vì khách cho. Khách cho, ví dụ như giờ anh Duy đặt cái cây đó đi 1.000 đô, mà chỉ rút được 21 nút đó. Xong rồi con nhỏ đó nó đang 17 nút. Nó 17 nút thì nó phải vuốt rồi. Còn mà 7 nút đâu được vuốt nữa, đủ tuổi rồi. Nói chung là con trả kia chưa làm lắm. Wow. Nhưng mà giả sử như Duy ăn nó đi, mà thì nói chung Duy là 1.000 đúng không? Chung là 1.000 thì Duy ăn được 1.000 Duy cho 500. Bình thường mày. Dừng cho bài cua thì thôi nha, mà ăn cho tiền. Bởi vì mấy con chia bài nó giàu lắm. Mà nói thiệt với mày, mấy con chia bài này con nào cũng mấy phải tốn tiền để làm cái này. Trời đất ơi, nó chia nó khum vậy nè, ông nội mẹ. Nó khum vậy nè, nó chia sọc đồ cập, hỏi vuốt không, để vậy nè, mấy em hiểu để gì không? Nó không, đồ sexy lắm. Trời đất ơi, gái trẻ chia không mà ba. Bởi vì vô không sao nhờ, không mà vuốt không, không vuốt đâu, không. Hồi thua hết. Bởi vì vuốt bài với phụ nữ không nhắc được. Mà chia bài là phụ nữ không có đau, có lâu quá nó không chạy thôi. Đó, là xong bài nha. Đó là xong bài, tiền đốt quá trời. Wow. Tiền đốt quá trời luôn mà mấy con chia bài ăn hàng là được bo nè. Mấy con quân nước được bo nè.
lâu lâu có mấy con mà mặc đồ sexy mong lọt khe mấy em đồ rất lọt khe đi tùm lum áo rồi một áo nhỏ nhỏ một kia đó nó đi tùm lum bài chụp hình giờ chụp hình rồi này nhảy nè nó lum la hết đủ kiểu hết mấy nhìn khác và quýnh bài xong rồi thua xong làm gì xả xui chứ làm gì ba đúng không quýnh bài thua xong phải xả xui còn có đối tượng xả xui luôn em ở trong này có mấy em lại qua lại lại rồi đó là mấy em nó xả xui đó wow mấy em nó xả xui ví dụ như mấy anh nghe được mình nghe đi cái quýnh bài mới thua 10.000 mình quá thôi giờ mình kiếm nhỏ nào bỏ vài cái xả xui đó lại bút liền trời được mấy em nó đi đẻo quẹo lại này nọ tốn nó bị xả xui thôi vô xong phát một vô check in khách sạn có phòng bên kia kìa lên kia đi thường thường quýnh bài nó sẽ check in khách sạn để nó ngủ đó nó ngủ nên cái trong sòng bài khách sạn là nhà hàng nó đủ chỗ để chơi nó không còn phải ra ngoài xả xui xong phát xuống quýnh mẹ thua hơn xuống quýnh phát thùng hơn đó. Thì nó là gì cái lắc kìa cái trò bạn chơi đúng không ăn chơi là chơi gì chơi bài với chơi kia đó mà chứ chơi gì vợ đúng không nó vô đình lên vô đây mà nó chuyện mà Việt Nam tất nhiên là đấy ít có ai mà đi một mình mà vô đây á đúng không đi một mình vô đây có cái dễ gì nếu mà đi mình vô đây quýnh bài xui là thua là phải xả xui còn không tao đi với gái em ơi tao đi với bồ với bịch này nọ kia tận hưởng từng trăng mật bên xứ này đúng không em thấy không có mấy đứa cặp vợ chồng Việt Nam nó không là đứa cưới Việt Nam nó qua lắp Vegas mà cưới chơi vậy đó tại vì lắp Vegas á là có người chung vui với mình khi mà mặt lạ cái đám cưới nó có rất là nhiều người chung vui với mình còn ở Việt Nam buồn cái mặt ví dụ như lỡ mà lỡ cưới chú nhỏ thì mà gia đình cấm nó hay là làm cái đám cưới gì đó mà xã hội chưa công nhận nó chạy qua đây là có bạn bè chung vui có kỷ niệm có memory chứ ở Việt Nam là ai đâu đi qua đó là vậy đó dân có tiền nữa show biết nghệ sĩ đâu qua đây làm cưới làm cưới thì đẳng cấp hơn đúng không khách sạn này đẳng cấp hơn Việt Nam nhiều chứ ở Việt Nam thì nó có gia đình có người thân bạn bè chứ qua đây nó có thiên hạ chứ à xong rồi đám cưới xong rồi hưởng tình trên mặt cho mày luôn tao thiệt với mày luôn á 7 ngày ở 7 cái casino thôi là đủ đã rồi là nó muốn hết muốn biết được hết mắt mày gạt mình còn gì nữa đó à chơi xong rồi còn chơi còn ăn khỏi đói nữa thường về nã cám tự đưa anh nói thiệt với mày á anh ăn ở trong mày anh không có được hài lòng lắm nè không có được hài lòng lắm mặc dù cũng đến nổi nhưng mà nó xô bồ nhiều cái nhà hàng nhiều restaurant rồi nó nhiều cái chỗ ăn có chỗ cũng được có chỗ cũng không được đúng không có chỗ cũng này nọ kia anh ăn thì bữa kia ăn đúng buffet thật ngon vậy vô tưởng nó kêu món nha không ai biết buffet đâu không mà thấy tự nhiên kêu món mà sao không ai đâu sẽ bịch trên trời xong cái hỏi lâu quá nó đem nước ra cho uống xong rồi cái lâu lâu có mấy thằng đầu bếp nó ra nó đưa mấy nó hỏi mình ăn không nó mà đưa một miếng ăn xong đùa xong phát họ có trời ơi xong họ ra đưa nữa đưa nữa anh quá trời mày wow. Mà đưa chúng ta là chết rồi nó đưa làm thịt cù nè cái gà voi nè gà bò nè bò là steak cù mà nướng nó làm nó nướng không trời chúng ta ăn nó sợ luôn á nó đem làm cây trong kia là trong cù đậu gặp anh á nó kêu mình lấy cái gì cái giống cái muỗng á sẵn xuống đó tôi lấy rửa sẵn bập xuống ăn bùn bùn ăn lời rửa phê đó thì nó ăn một đô kìa $50 người ăn lời nữa mày ai mà thật luôn rửa ra ngon xong rồi qua nhà hàng khác ăn gì ăn hải sản nó nói hải sản cho sang tưởng nó ngon lắm trời ơi tôi vô mấy cái con tôm nhỏ xíu trong lạnh mà 80 ngày ăn mở lờ dở ăn cũng mắc tôi quỷ xong rồi bữa tối đi ăn nhà hàng khác anh ăn nhiều nhà hàng lắm xong rồi tự nhiên thấy đề cái hải sản mà dân Việt Nam thèm hải sản có một hải sản nhất thôi chỉ có bột vô ổng làm là $100 xong biết sao không mắc như quỷ được có hai cái càng con trứng rác nhỏ nhỏ thôi chứ cái đuôi lót tờ chứ hai ba con tôm một đống hào luôn một đống hào với đống sò hào với sò tôi có nhiêu tiền đâu mà trên lòng mày ăn sống sợ lúc ăn sống mà để trên đá mà thấy bà cái gì nó dám ăn cái đó luôn á anh kêu nó vô cút nó nôn cút rồi xong luôn cút là nấu đó nó nôn cút rồi phải bỏ luôn ăn được mấy càng lót tờ thôi đó xong rồi cái ăn thịt cù anh thích ăn thịt cù lắm vô cù nó làm nướng là hỏi anh nướng dừa nướng chín hay là nướng sống cái tao nói dừa mà miếng cù nó bự quá nó nướng dừa ở trong sống nhanh ghê chết bà nội luôn nè ăn lúc đó là nó nhắm mắt ăn mấy em
anh phải kiếm cái mấy cái sốt một cây cây làm đồng chua chua vô chấm vô bút cho đỡ sợ ấy. Thì thật sự ấy, nó làm nó cũng có những cái ăn nó không có được như ý mình đâu. Nó cũng hên xui rồi mà đắt đỏ lắm nhưng mà giảm đâu. Trong bên trong đó thì đắt rất là đỏ. Vô mấy cái nhà hàng đắt kinh khủng. Còn nếu mà tụi em vô mấy quán nhỏ nhỏ ăn mấy cái bút mấy nhỏ nhỏ ngoài ấy, thì nó rẻ. Mà đâu có nhà hàng ở chỗ nào chỉ cho. Nhà hàng ở chỗ mà thường nó dấu hiệu nhận biết nhà hàng ở Vegas đó là có hai nhỏ đẹp. Tôi là có hai con, ít năm con đó. Còn một thằng con trai á, chỗ đó quay nhà hàng, chỗ đó là để vô chơi được. Nó đứng ra quầy giống như quầy thu ngân, nhưng mà quầy đầu tiên gặp khách đó. Nó vô nó hỏi mình ăn chút. Xong rồi nó dẹo dẹo vài cái, dẫn mình vô, đó là nhà hàng. Đó là nhà hàng nha. Mà nhà hàng nó chém bằng mỗi tay luôn này. Nhưng mà nói chung tới lưu xuôi ngược thì nó là được. Nó là thành công. Anh cảm giác như Las Vegas rất thành công trong những mô hình mà anh đi qua thế giới. Wow. Anh đi thì sao đi được hết tất cả thế giới đúng không? Nhưng mà anh chỉ đi Las Vegas thì cảm nhận nó kinh doanh và nó thiết kế rất thành công. Nó tạo cho một cái thế giới thu nhỏ giữa lòng thành phố. Mà cái thế thu nhỏ đó có rất là nhiều thương hiệu. Mà nhiều thương hiệu đó nó nằm chung một hoặc là nhiều ông chủ. Ví dụ như anh Duy Nguyễn là ông chủ của Las Vegas thì anh Duy Nguyễn tạo ra thương hiệu của khách sạn A, khách sạn B, khách sạn C. Nó thì các em đều dọc chung ông chủ rồi. Nó đặt điểm nó làm vậy nha. Ở đây thì có mấy ông chủ thì không biết, nhưng mà khách sạn thì cái quần thể khách sạn nó khá là nhiều. Đó, và nó tạo cho mình một cái cảm giác thế giới thu nhỏ và trái đất mình quay. Cái đó là cái hay nhất mà anh cảm nhận và đánh giá. Mình vô đây mình sẽ đốt tiền bằng tất cả, đốt tiền rất nhiều, đốt tiền trong sòng bài, đốt tiền trong nhà hàng, đốt tiền xả xui. Vô đây là không thiếu gì cả, không thiếu gì hết em. Thế giới nó có hết, chỉ có cái không có công việc thôi, mà chỉ có ăn chơi. Ăn chơi trong Las Vegas nè. Có tất nhiên anh Duy Nguyễn là trai ngoan mà, đâu có ăn chơi đâu, thì đi khám phá thôi. Nói chung là vô sòng bài mà coi thôi chứ không quấn nhiều mấy em ơi. Biết kỹ là quấn, lực quấn bài đâu có rằng đâu. Bài tiến lên thì chơi được, còn mấy cái bài này thì không có rằng lắm em. Nên cũng rất là may mắn. Rất là may mắn anh có những cái ngày Giáng sinh ở Las Vegas để anh trải nghiệm, anh nhìn nhận một cái Las Vegas nó thực tế bằng đôi mắt, cảm nhận bằng trái tim và để suy nghĩ bằng khối óc, chứ không phải là Las Vegas thước phim trên màn ảnh. Đó là cuộc chơi của những thần bài này nó kia thì nó không phản ánh được thực tế khách quan. Còn ngày hôm nay bằng xương bằng thịt mình trải nghiệm vô Las Vegas mình ăn chơi rất là lâu. Duy không phải là con người sinh hoa, nhưng mà ví dụ như mấy thằng mà đi tour vô đây nó làm gì nó có tiền nó chơi. Nó vô đây thì chẳng qua là nó ngồi nó kéo bài từng cây hai cây, đặt là có 5 đô. Đặt là có 5 đô, những cái sọc bài nó minimum là phải 50 đô có. Mà xuống cái bài không hơn triệu bạc rồi. Mà nó thật sự bạn cũng bài để đốt tiền kinh khủng. Đốt tiền có những cái bài rất là lớn. Nó giống như phiền sọc bài thôi. Và ăn uống rất là mắc. Ví dụ như các bạn đi tour bằng trải nghiệm đó, thì bạn yếu vô, yếu tiền đó, thì các bạn chỉ ăn những cái rất là nhanh. Nó bán rẻ, 5 đồng, 10 đồng, 15 đồng. Còn mỗi lần mỗi khi nói chung là ăn nhầm thì cũng tại những trầu. Vô trong những nhà hàng có đắt tới cỡ nào, đi vô nhà hàng có đắt xa tới cỡ nào, mà đắt sớm là thành ra làm sao, để coi cái cách mà bị trắng phục vụ như thế nào. Còn nhà hàng mà bị trắng phục vụ đó ba, từ đầu bếp tới quản lý tới việc dọn bàn bị đắt không phục vụ này nọ, bởi vì chi phí rất đắt đỏ. Và vô nhà hàng thì bạn trải nghiệm được trên thế giới này, mình làm để mình có đồng tiền. Mình có đồng tiền thì mình đi trải nghiệm trong chỗ đầy kiến thức. Mình có kiến thức rồi mình về mình tiếp tục mình làm kiếm tiền được. Thì cái đó là cái sự xoay vòng của tạo hóa. Sự xoay vòng của tạo hóa nên mình phải cố gắng, mình lao động, mình phát triển để đóng góp cho quê hương, đất nước và gia đình và bản thân. Để từ đó mình có được cái nguồn tích lũy về tiền bạc thì mình đi trải nghiệm. Chứ anh không có cái tư tưởng mà tích lũy tiền bạc xong để dành cho con cháu. Không có tư tưởng đó. Bởi vì cái tư tưởng của anh Duy Nguyễn sống rất là tay. Không rất là tay, không có chuyện mà con cháu để cho nó trên núi vàng, núi tiền đó chứ nó vô dụng, nó giết nó à. Thì ở Las Vegas, anh Duy cố gắng chia sẻ cái cảm nhận như vậy. Cái cảm nhận Las Vegas là một nơi mà rất là đẹp, rất là đẳng cấp, rất thành công. Và cảm thấy rất là may mắn được gặp chân trên mảnh đất này. Và hy vọng các bạn ngồi đây xem trong một dịp nào đó cuộc đời thì các bạn nên đi du lịch đến đây, nên đi du lịch đến đây, chứ đừng xa ở đây nhiều quá nha. Bài phạt chết đó này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à.
con chùa hoài.